Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Loài động vật nào nguy hiểm nhất thế giới? Đây là một câu hỏi mà có lẽ mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Nhưng vào năm 1963 thì vườn thú Bronx tại Mỹ đã cố gắng đưa ra câu trả lời thuyết phục nhất cho tất cả bằng một cuộc triển lãm có tên là Động vật nguy hiểm nhất thế giới. Ban đầu thì mọi người đã rất háo hức đến tham dự buổi triển lãm này với hy vọng được chứng kiến thật nhiều răng nanh và sức mạnh cơ bắp hoang dã. Thế nhưng khi bước vào nơi triển lãm thì tất cả những gì họ thấy chỉ là một tấm gương đặt sau song sắt. Ở phía trên tấm gương là một tấm bảng đỏ ghi dòng chữ Động vật nguy hiểm nhất thế giới. Còn dòng chữ ở dưới tấm gương thì viết: Bạn đang nhìn thấy động vật nguy hiểm nhất thế giới. Trong số tất cả những loài từng sống trên trái đất thì chỉ một mình loài này có thể và đã từng tiêu diệt toàn bộ một giống loài động vật khác, và bây giờ nó có quyền năng để quét sạch mọi sự sống trên trái đất. Vậy trong gương là gì? Chỉ có những người đang nhìn vào gương. Vâng, và đó chính là câu trả lời của vườn thú Bronze. Con người chính là động vật nguy hiểm nhất thế giới. Kể từ khi con người xuất hiện thì đã có nhiều giống loài phải chấm dứt sự tồn tại của chúng trên trái đất vì chúng ta. Chúng ta ăn chúng, săn chúng, hủy hoại môi trường sống của chúng một cách tàn bạo. Theo một thống kê từ kênh NBC News thì kể từ thế kỷ 16 đến nay, chúng ta đã để ít nhất 680 loài động vật có xương sống vào cảnh không còn chỗ dung thân và biến mất mãi mãi. Đó là những trường hợp chúng ta thống kê được và ghi nhận. Chưa kể những trường hợp bị tuyệt chủng trên hành trình vươn đến ngôi vị bá chủ hành tinh của tổ tiên chúng ta từ trước đó nữa. Và cho đến tận ngày nay thì vẫn có đến 1 triệu giống loài khác đang có nguy cơ lâm vào cảnh tương tự, mặc dù với nhận thức cao hơn của nhân loại hiện tại thì đó vẫn là một xu hướng gần như không thể đảo ngược. Ngày hôm nay, để hiểu hơn về tác động của con người với trên đất trong lịch sử cũng như các giống loài sống trên đó, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV điểm qua top 10 trường hợp tuyệt chủng do con người tiêu biểu nhất để hiểu rõ hơn phần nào những gì con người có thể gây ra cho tự nhiên và cho hành tinh này. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Số 1. Voi ma mút lông xoăn. Nếu bạn tin rằng con người không thể sống sót nếu sống chung với những con khủng long ăn thịt như T-Rex, thì hãy nhìn vào voi ma mút lông xoăn. Dù xét về chiều dài cơ thể thì voi ma mút không bằng T-Rex, chủ yếu là vì T-Rex có cái đuôi rất dài, nhưng về cân nặng và chiều cao thì voi ma mút không hề kém cạnh. Một con voi ma mút lông xoăn có thể cao hơn 3m và nặng đến 8 tấn. Đó là chưa kể cặp ngà của chúng có thể dài tới 5m và cực kỳ sắc nhọn. Một con vật như thế thì dù xét với bất kỳ tiêu chuẩn nào cũng là một đối thủ quá mạnh với con người, và chúng có thể dễ dàng giày xé chúng ta bằng đôi chân khổng lồ của mình. Ấy là chưa kể người tiền sử còn thấp bé nhẹ cân hơn so với chúng ta bây giờ nữa. Cần biết rằng voi ma mút lông xoăn từng là những động vật quan trọng trong các hệ sinh thái mà chúng từng hiện diện từ khoảng 40.000 năm trước. Chúng sống ở vùng cực bắc của châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Chúng có màu nâu đỏ, có lớp lông dày và dài, có tai nhỏ và đuôi ngắn. Voi ma mút lông xoăn là loài ăn cỏ, chủ yếu là các loại cỏ và cây bụi và rêu. Chúng sống thành đàn nhỏ có thể từ 5 đến 20 con trong một đàn. Các thể voi ma mút lông xoăn có thể sống đến tận 60 năm. Tuy nhiên, to xác không phải lúc nào cũng tốt. Thứ nhất là một thân hình to xác sẽ khiến bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về môi trường và khí hậu, nhất là về nguồn thức ăn. Thứ hai, trong mắt human tiền sử thì một con vật to xác đồng nghĩa với nhiều thịt hơn, chưa kể bộ lông và cặp ngà của chúng cũng rất đáng giá. Một con voi ma mút lông xoăn trưởng thành có thể cung cấp lượng thịt đủ cho 30 người trong vòng 2 tuần, quá hời trong một chuyến đi săn. Chính vì thế, voi ma mút lông xoăn đã trở thành đối tượng bị người tiền sử săn đuổi, khiến các quần thể thu hẹp đến mức không thể duy trì được nữa và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Sự hiện diện cuối cùng của voi ma mút lông xoăn được ghi nhận là vào khoảng 4.000 năm trước trên đảo Granger ở Bắc Băng Dương. Phân tích ADN cho thấy quần thể voi ma mút trên hòn đảo này có nhiều khiếm khuyết về mặt di truyền, có lẽ là do giao phối cận huyết quá nhiều khi số lượng cá thể quá ít để giữ gìn sự đa dạng về mặt di truyền. Số 2. Chim moa. Chim moa không hẳn là tên gọi riêng của một loài nào mà là một nhóm các loài chim không bay đặc hữu của New Zealand. Chúng thuộc bộ Deinonychiformes, có quan hệ họ hàng với các loài chim Tinamou ở Nam Mỹ. Chim moa có nhiều loài khác nhau, có kích thước từ nhỏ như một con gà Tây đến lớn hơn một con đà điểu. Chim moa lớn nhất là chim moa khổng lồ Deinonychus robustus, cao tới 3m và nặng khoảng 250kg. Chim moa sống trong các khu rừng và đồng cỏ, ăn chủ yếu là thực vật. Chim moa bị tuyệt chủng vào khoảng thế kỷ 15 khi người Maori đến New Zealand. Người Maori đã săn bắn chim moa để lấy thịt, trứng và xương. Họ cũng đốt phá các khu rừng để trồng cây và nuôi gia súc, làm giảm diện tích môi trường sống của chim moa. Trước khi con người đến thì chim moa vốn không có kẻ thù tự nhiên ngoài chim đại bàng Hass, cho nên chúng không có khả năng phòng thủ trước sự săn đuổi của con người.
Các nghiên cứu dựa trên động vị carbon cho thấy, quá trình diệt chủng chim hoa của con người diễn ra trong vòng chưa đầy 100 năm, dù công cụ săn bắn của người Maori cũng tương đối thô sơ chứ chưa cần đến các công cụ săn bắn hiện đại, cũng như quy mô công nghiệp của người phương Tây. Vâng, một nhóm chim từng tồn tại từ 17 triệu năm trước bị diệt chủng hoàn toàn trong vòng có một thế kỷ. Dù sau này đã có những tin đồn và báo cáo về việc trông thấy các cá thể chim hoa còn sống sót diễn ra lẻ tẻ cho đến tận thế kỷ 20, nhưng chúng chẳng khác nào những ảo ảnh của một thời huy hoàng. Số 3. Đại bàng Hass. Nếu có ví dụ nào đó cho thấy tự nhiên là một hệ thống với những thành phần liên kết chặt chẽ với nhau và bất kỳ hành động phá hoại nào, con người sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một thành phần, một giống loài mà ảnh hưởng đến nhiều thành phần hay những giống loài khác, thì đó chính là trường hợp của chim hoa và đại bàng Hass. Đại bàng Hass là một loài chim săn mồi cổ đại, sống ở New Zealand. Đây là loài đại bàng lớn nhất từng tồn tại và có sải cánh từ 2,6 đến 3 mét, nặng từ 10 đến 15 kg. Đại bàng Hass là kẻ săn mồi đỉnh cao, chuyên săn bắt các loài chim hoa không bay. Chúng có thể giết chết một con mòa lớn chỉ bằng một cú đớp vào cổ. Đại bàng Hass cũng có thể tấn công các loài động vật khác như hươu, nai, voi rừng và thậm chí là con người. Tuy nhiên, đại bàng Hass sẽ sớm hiểu ra vì sao chúng không nên động vào đối tượng cuối cùng. Đại bàng Hass bị tuyệt chủng vào khoảng thế kỷ 15 cùng với chim hoa. Nguyên nhân chính là do sự săn bắn và phá hoại môi trường sống của người Maori. Khi nguồn thức ăn chính của chúng là chim hoa bị con người tiêu diệt, đại bàng Hass mất đi cái ăn và không thể thích nghi với các con mồi nhỏ hơn. Không chỉ vậy, một khi bạn đã đụng một giống loài không những thù dai mà còn thông minh như human thì coi như xong. Có thể vì từng bị đại bàng Hass tấn công nên người Maori cũng coi chúng là một kẻ thù nguy hiểm và có lẽ đã tiên hạ thủ vi cường, giữ đẹp những con đại bàng Hass để diệt trừ hậu hoa. Cuối cùng thì loài chim săn mồi lớn nhất trong lịch sử đã biến mất khỏi tự nhiên mãi mãi, và ngày nay dù con người hiện đại có thương tiếc chúng thế nào, dựng tượng chúng ra sao thì đại bàng Hass cũng sẽ không thể quay trở lại được nữa. Số 4. Chim an ca lớn. Có một điều không nhiều người biết, đó là từ tiếng Anh của chim cánh cụt, penguin, vốn không phải là tên gọi của loài chim này. Nó vốn là danh pháp khoa học của một loài chim khác là Pinguinus impennis, mà trong sách vở tiếng Việt chúng ta thường gọi là chim an ca lớn. Đây là một loài chim không biết bay, tuy đã tuyệt chủng nhưng từng rất phổ biến ở các miền đất duyên hải phía Bắc Đại Tây Dương. Chúng là những tay bơi lội cừ khôi, chuyên săn mồi dưới nước và ngoại hình rất giống chim cánh cụt. Chính vì thế, khi các thủy thủ châu Âu khi tìm thấy chim cánh cụt sau chim an ca lớn, thì họ đã tưởng chim cánh cụt chính là chim an ca lớn và dùng danh pháp khoa học của chim an ca lớn để gọi chim cánh cụt, và đó là nguồn gốc của từ penguin trong tiếng Anh. Chim an ca lớn là nguồn thức ăn, vừa là một biểu tượng quan trọng trong nhiều nền văn hóa Bắc Mỹ bản địa. Người bản địa tuy có săn chúng nhưng chỉ ở mức độ nhất định và không gây ảnh hưởng nhiều đến các quần thể chim an ca lớn, cho tới khi người châu Âu đến. Nhưng anh bạn chim ngây thơ này có vẻ tưởng human nào cũng giống human nào, cho nên khi thấy người châu Âu thì không hề tỏ vẻ sợ hãi. Trong khi ở chiều ngược lại thì những anh thủy thủ sau một chuyến hải trình dài ngày chỉ biết ăn đồ khô trên tàu đã nhìn những chú chim an ca lớn như một sự cải thiện tuyệt vời cho nhu cầu thịt tươi của mình. Ngoài ra thì bộ lông của chim an ca lớn cũng được xem như một nguồn nguyên liệu tuyệt vời cho ngành sản xuất chăn gối vì lông tơ của chúng rất mịn và ấm. Và thế là từ một trong những loài chim biển phổ biến nhất vùng Bắc Đại Tây Dương, hàng triệu con chim an ca lớn đã bị săn đuổi tới mức tuyệt chủng, dù cho đã có những lệnh cấm được ban hành từ giữa thế kỷ 16, nhưng khi đó đã là quá muộn. Đàn chim an ca lớn cuối cùng được nhìn thấy trên một mỏm đá nhỏ treo leo ngoài khơi Iceland, vốn không thể tiếp cận bởi con người. Nhưng vào năm 1830 thì mỏm đá này bị hoạt động núi lửa nhấn chìm và đàn chim phải di cư đến một hòn đảo gần đó với số lượng chỉ còn khoảng 50 con. Các bảo tàng vì khao khát những bộ da của loài chim này để trưng bày đã cho người đi thu thập chúng trên hòn đảo này, và cặp chim cuối cùng được tìm thấy khi đang ấp một quả trứng nhưng cũng bị sát hại vào ngày 3 tháng 6 năm 1844. Quả trứng cuối cùng cũng bị giẫm nát dưới gót giày của những thợ săn, đặt dấu chấm hết cho số phận bi thảm của một loài chim. Số 5. Chim dodo. Nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống thiên đường là tìm một hòn đảo biệt lập, xây dựng cơ ngơi trên đó, sinh con đẻ cái đời đời nối tiếp nhau thì coi chừng bạn đã lầm. Những con chim dodo cũng có lẽ từng nghĩ như vậy với cuộc sống bình an nơi hòn đảo Mauritius xa xôi thuộc Ấn Độ Dương. Nơi đó sẽ mãi mãi là thiên đường nếu không có cái ngày định mệnh khi con người bắt đầu ghé thăm thường xuyên và định cư tại hòn đảo này vào khoảng cuối thế kỷ 16. Con người sớm chú ý đến giống chim to xác cả khoảng 1 mét, nặng từ 10 đến 17 kg, và mê sau họ gọi là chim dodo. Chúng không biết bay, sở hữu bộ lông màu xám, có mỏ cong và lớn, cổ ngắn, đuôi xù và trông khá ngốc nghếch ngờ nghệch. Chim dodo là loài ăn tạp, ăn chủ yếu là các loại quả, hạt củ và giáp xác. Chúng sống đơn độc hoặc thành cặp, có thể từ 1 đến 3 con trong một lứa. Chim dodo đẻ trứng trong tổ được làm bằng cỏ và lá cây. Một con chim dodo có thể sống tới tận 20 năm. Vì đã sống biệt lập trên đảo Mauritius từ rất lâu, không có kẻ thù trong tự nhiên và chưa từng nhìn thấy con người nên chim dodo không hề sợ con người. Ngoài ra vì chúng tương đối chậm chạp và không biết bay nên việc săn bắt loài chim này trở nên cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên, chim dodo không bị con người săn bắt đến tuyệt chủng.
Thịt của chúng không được xem là ngon, phần ngon nhất cũng chỉ là phần mềm mà ít người thích ăn. Sở dĩ chim dodo bị tuyệt chủng là bởi khi định cư ở hòn đảo này, con người đã mang theo nhiều động vật khác như chó, lợn, mèo, chuột và cả khỉ. Những động vật này không chỉ cạnh tranh nguồn thức ăn với chim dodo mà còn ăn cắp trứng, phá hoại tổ của chúng. Vậy là từ là một loài chim phổ biến tồn tại mạnh mẽ trước sự phun trào của núi lửa và biến đổi khí hậu của hòn đảo Mauritius, chim dodo biến mất hoàn toàn vào cuối thế kỷ 17, chỉ còn được biết đến qua những hình vẽ và những mẫu vật nhồi bông hiếm hoi trưng bày trong bảo tàng. Ngày nay thì từ bài học của chim dodo cũng như một số trường hợp khác, bạn có thể hiểu vì sao nhiều quốc gia lại có quy định ngặt nghèo đối với sinh vật ngoại lai như vậy. Số 6. Bò biển Steller. Bò biển Steller là một loài động vật có vú biển có kích thước lớn, có thể dài tới 10 mét và nặng tới 10 tấn. Bò biển Steller là loài chuyên ăn các loại rong biển và tảo. Chúng sống thành đàn nhỏ có thể có từ 10 đến 20 con trong một đàn. Bò biển Steller có thể sống tới 50 năm. Sở dĩ chúng có tên như vậy là vì người đầu tiên mô tả loài động vật có vú sống ở biển này là nhà động vật học người Đức George Wilhelm Steller vào năm 1741. Tuy nhiên, khi được người phương Tây phát hiện thì bò biển Steller đã ở trong tình trạng tương đối nguy cấp, với quần thể chỉ còn khoảng 2.000 con sinh sống quanh quần đảo Commander ở biển Bering. Có lẽ là do trước đó chúng đã bị những cư dân bản địa như người Aleut hay người Yupik săn bắn, làm thức ăn và lấy da. Điều đáng buồn là số lượng ít ỏi này vẫn không thoát khỏi sự thèm khát của con người. Những cái chết thê thảm của bò biển Steller vẫn còn được mô tả lại rất kỹ càng. Người ta sẽ bắn một mũi lao móc vào con vật, rồi liên tục đâm lê cho nó chết dần chết mòn trước khi thuyền kéo nó đến một vùng nước nông, nơi nó sẽ được sóng đánh dàn vào bờ để các thủy thủ mổ xác nó lấy thịt và mỡ. Kết quả là chỉ 27 năm sau khi được người châu Âu tìm thấy, bò biển Steller bị sát hại đến những cá thể cuối cùng và chính thức tuyệt chủng vào năm 1768. Số 7. Ngựa Quagga. Ngựa Quagga là một phân loài của ngựa vằn, sống ở Nam Phi. Chúng có màu nâu vàng, có vằn đen trên cổ và đầu, nhưng không có vằn trên thân và mông như ngựa vằn bình thường. Ngựa Quagga là những động vật ăn cỏ, sống thành đàn nhỏ có thể từ 30 đến 50 con trong một đàn. Ngựa Quagga có thể chạy nhanh, đạt tốc độ tới 60 km mỗi giờ. Quagga cũng có khả năng giao tiếp bằng tiếng kêu đặc biệt, giống như tiếng cười. Quagga bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 19 do sự săn bắt quá mức và cạnh tranh với gia súc. Người châu Âu đến Nam Phi đã săn bắn Quagga để lấy thịt, da và xương. Họ cũng nuôi các loài gia súc khác như bò, cừu và dê. Những loài này lại cạnh tranh thức ăn, làm giảm nguồn thức ăn và nước của Quagga. Quagga không có khả năng sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt nên dù có bắt được chúng thì con người cũng không thể bảo tồn chúng. Còn Quagga cuối cùng đã chết vào năm 1883 tại vườn thú ở Amsterdam. Quagga là một loài động vật độc đáo có hình dáng và hành vi khác biệt so với các loài ngựa vằn khác. Sự tuyệt chủng của chúng là một kết quả của sự xâm lấn và khai thác của con người đối với thiên nhiên. Số 8. Chồn Vison biển. Chồn Vison biển là một loài động vật có vú nhỏ thuộc họ chồn. Chúng sống ở các vùng bờ biển của Maine và New Brunswick ở Bắc Mỹ. Chúng có màu nâu đỏ, lông mượt và bóng, có tai nhọn và mắt to. Chồn biển là loài ăn thịt, ăn chủ yếu là các loài động vật sống trong nước như cá, cua, tôm và ốc. Chúng sống đơn độc hoặc thành cặp, có thể từ 1 đến 4 con trong một lứa. Chồn biển có thể bơi lội rất giỏi và cũng có thể lặn sâu để săn mồi. Chúng có thể sống tới 10 năm. Chồn biển bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 19 do sự săn bắn quá mức và mất môi trường sống. Người châu Âu đến Bắc Mỹ đã săn bắn chồn biển để lấy da và dầu. Chúng được ưa chuộng hơn các loài chồn khác vì có bộ lông to. Những tay buôn lông thú săn chồn biển bằng súng, bằng sẻng và bằng cách hun khói nếu chúng dám trốn ở trong hang. Các loài động vật theo chân con người như chó, mèo và chuột cũng góp phần làm giảm nguồn thức ăn và truyền bệnh cho chồn biển. Con người cũng xây dựng các cảng biển và nhà máy, làm ô nhiễm và phá hủy các bãi biển khiến cho chồn biển không còn nhiều chỗ dung thân. Chồn biển lại không có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường và hoạt động của con người nên dễ bị bắt hoặc giết. Con chồn biển cuối cùng được ghi nhận vào khoảng năm 1894. Số 9. Bồ câu viễn khách. Nếu có loài vật nào có thể chứng minh cho khả năng hủy diệt kinh khủng trên quy mô công nghiệp của nhân loại thì đó có lẽ chính là bồ câu viễn khách. Đây là một loài chim bản địa của Bắc Mỹ, sống trong các khu rừng rộng lớn. Chúng có màu xám xanh, cổ họng hồng, đuôi dài và cánh khá rộng. Bồ câu viễn khách là loài chim di cư, di chuyển theo mùa từ Canada đến miền Nam Hoa Kỳ. Chúng sống thành đàn lớn có thể có tới hàng triệu con trong một đàn. Khi một đàn chim bay tới đâu thì chúng hoàn toàn có thể biến ngày thành đêm đúng nghĩa khi che khuất hoàn toàn ánh mặt trời. Chúng bay nhanh và khéo léo có thể đạt tốc độ khoảng 100 km mỗi giờ. Bồ câu viễn khách ăn chủ yếu là hạt, trái cây của các loài cây rừng hoặc sâu bọ. Người ta từng ước tính số lượng bồ câu viễn khách có thể lên tới 3 tỷ, thậm chí 5 tỷ con. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. 3 đến 5 tỷ con bồ câu, nhưng bây giờ thì chúng đã bị tiêu diệt không còn sót lại một cọng lông, ngoại trừ là trong bảo tàng.
Trước khi người định cư châu Âu đến khai phá châu lục này thì chim bồ câu viễn khách đã sống khá ổn với những người bản địa, mặc dù người bản địa có săn bắn chúng nhưng không đủ nhiều để làm ảnh hưởng tới các quần thể chim bồ câu viễn khách. Người bản địa cũng rất coi trọng loài chim này, thậm chí là trước khi đi săn chim thì họ còn cúng tế những con chim già khá đàng hoàng. Nhưng với những người định cư châu Âu thì chim bồ câu viễn khách với số lượng cả triệu con trên mỗi đàn chính là nguồn protein dễ kiếm nhất trong những ngày đầu họ khai phá vùng đất mới. Ngay cả một tay súng nghiệp dư, chỉ cần chĩa súng lên trời là có thể hạ được 6 con một lúc. Đến khi đã dư cái ăn rồi thì họ bắt đầu chuyển sang giết chóc chim bồ câu viễn khách như một thú vui. Những cậu trai trẻ Bắc Mỹ hồi thế kỷ 19 còn xem việc bắn chim bồ câu viễn khách là môn thể thao giải trí phổ biến. Người ta còn tổ chức các cuộc thi bắn súng với mục tiêu sống là chim bồ câu viễn khách. Chỉ riêng một cuộc thi đã giết tới 30.000 con chim, nhưng chẳng ai cảm thấy ái ngại gì vì một đàn chim có tới hàng triệu con cơ mà. 30.000 con thì có đáng là bao. Phải đến cuối thế kỷ 19 thì một vài người mới lờ mờ nhận ra rằng loài chim ngày nào từng phủ kín bầu trời Bắc Mỹ đang dần dần biến mất. Những nỗ lực bảo tồn bắt đầu được đưa ra, nhưng bị những tay thợ săn cười nhạo vì cho rằng họ đang làm trầm trọng hóa vấn đề. Các điều luật cũng chỉ để cho có thay vì khiến người ta chấp hành. Kết quả là chim bồ câu viễn khách tiếp tục bị thảm sát đến mức chỉ còn những đàn chim nhỏ rải rác, nhưng chúng cũng tiếp tục bị bắn ngay khi bị phát hiện trong tầm mắt của thợ săn. Những con chim may mắn được đưa vào sở thú trước khi bị bắn lại không thể sinh sản trong môi trường nuôi nhốt, và cá thể cuối cùng tuyền Malta đã qua đời vào năm 1914 tại vườn thú Cincinnati, đã dấu chấm hết cho một loài chim vĩ đại nhưng cũng không thể thoát khỏi bàn tay hủy diệt của con người tại Bắc Mỹ. Số 10. Chó sói Tasmania. Chó sói Tasmania hay còn được gọi là hổ Tasmania là một loài động vật có túi đã tuyệt chủng, từng sống ở đại lục Úc và hòn đảo Tasmania. Chúng có màu nâu xám, có sọc đen trên lưng và đuôi, có hàm răng rớn và mạnh. Chó sói Tasmania là loài săn mồi, ăn chủ yếu là các loài động vật nhỏ như chuột túi, thỏ và chim. Chúng sống thành đàn nhỏ có thể từ 3 đến 5 con trong một đàn. Chó sói Tasmania nuôi con trong túi cũng giống như chuột túi vậy và có thể sinh tới 4 con một lứa. Bên cạnh một số nguyên nhân khác thì con người được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tuyệt chủng của chó sói Tasmania. Sau khi không còn chỗ dung thân tại đại lục Úc vì sự cạnh tranh mạnh mẽ của chó Dingo, chó sói Tasmania vẫn sống tốt trên hòn đảo Tasmania với số lượng ước tính khoảng 5.000 con. Tuy nhiên, người định cư châu Âu lại đến và mang theo nghề chăn nuôi, xâm phạm trực tiếp vào địa bàn sinh sống của chó sói Tasmania. Xung đột là khó tránh khỏi và đã có nhiều vụ chó sói Tasmania tấn công cừu của người định cư. Vào cuối thế kỷ 19 thì chính quyền đảo Tasmania đã treo thưởng cho các thợ săn số tiền 1 bảng Anh nếu họ săn được một con chó sói Tasmania trưởng thành, hoặc là 10 xu cho một con non. Người ta thậm chí còn cắt kép hình để gán cho chó sói Tasmania tiếng xấu như một loài thú chuyên ăn trộm gia cầm, như một bức hình vào năm 1921 vốn được chụp trong chuồng nhốt. Vậy là chỉ với vài nghìn bảng Anh thì cuộc tàn sát chó sói Tasmania với danh nghĩa bảo vệ gia súc và lấy tiền thưởng đã giáng đòn chí mạng vào quần thể còn rất ít ỏi này. Con chó sói Tasmania cuối cùng, một con chó sói cái, qua đời trong chuồng ở sở thú Hobart vào ngày 7 tháng 9 năm 1936. Thậm chí là cái chết của nó còn không được ghi nhận tử tế, bởi con vật này bị bắt bằng bẫy một cách bất hợp pháp. Một lần nữa thì những nỗ lực bảo tồn đã diễn ra quá muộn và không hiệu quả, bởi chó sói Tasmania cũng không thể sinh sản trong môi trường nuôi nhốt. Trong những năm sau này, các nhà thám hiểm, các nhà khoa học đã có những nỗ lực nhằm tìm kiếm các cá thể chó sói Tasmania còn sót lại trong tự nhiên nhưng không thành công. Ngoài ra còn có hàng trăm báo cáo khác từ năm 1936 đến năm 1998 cho biết đã nhìn thấy chó sói Tasmania nhưng không được chứng thực bởi các bằng chứng cụ thể. Một đại gia truyền thông của Mỹ là Ted Turner từng trao khoản thưởng lên tới 100.000 đô la cho ai chứng minh được rằng chó sói Tasmania vẫn còn tồn tại. Hay vào năm 2005 thì tạp chí The Bulletin của Úc cũng đề nghị thưởng 1,25 triệu đô la cho ai bắt được một con chó sói Tasmania còn sống. Tuy nhiên, những khoản thưởng kích xù này chẳng khác nào sự châm biếm cay đắng đối với việc con người chúng ta đã tiêu diệt một giống loài rồi lại cất công đi tìm những cá thể còn sống cuối cùng của giống loài đó. Ngày nay thì có một công ty tên là Colossal Bioscience đang tiêu tốn hàng chục, thậm chí có thể lên đến hàng trăm triệu đô la nhằm hồi sinh voi ma mút lông xoăn, chim dodo và cả chó sói Tasmania. Trong đó, chó sói Tasmania được xem là trường hợp khả dĩ nhất vì chúng là loài tuyệt chủng gần đây nhất và có nhiều mẫu vật được bảo quản tương đối tốt. Nhưng chúng sẽ được hồi sinh để có thể trở về mái nhà xưa hay chỉ để sống trong củi và lồng như những vật trưng bày suốt cuộc đời của mình? Và liệu điều đó có góp phần nào ngăn chặn được cuộc đại tuyệt chủng mà con người chúng ta đang gây ra? Sói Nhật Bản. Chó sói Nhật Bản là một phân loài sói xám, động vật đặc hữu của các đảo Honshu, Shikoku và Kyushu của Nhật Bản và có thể là một trong những họ hàng gần nhất của chó nhà ngày nay.
Nhiều nòi chó nhà có xuất xứ từ Nhật Bản, chẳng hạn như là chó Shiba, chó Akita đều có ADN của chó sói Nhật Bản, có thể là kết quả của những lần lai giống trong quá khứ. Chó sói Nhật Bản từng có vai trò nhất định trong đời sống tâm linh và văn hóa của người Nhật. Trong tín ngưỡng thần đạo thì chó sói được xem là sứ giả của thần linh, giúp con người bảo vệ mùa màng trước những con vật phá hoại như lợn rừng và hầu nai. Người dân vùng núi ở Nhật Bản càng đề cao chó sói hơn, bởi họ tin chó sói sẽ bảo vệ họ khi phải băng qua những ngọn núi hẻo lánh và hoang vu. Nhiều ngôi làng miền núi ở Nhật Bản được đặt tên là sói, chẳng hạn như Okamiwa có nghĩa là đá sói, hay Okamitaira có nghĩa là cao nguyên sói. Chỉ riêng trên đảo Honshu thì người ta đã đếm được đến 20 ngôi đền thờ sói. Từng được đề cao và tôn thờ là vậy, nhất là vào thời buổi mông muội khi con người luôn phải sợ hãi trước những thế lực tự nhiên. Đến khi nước Nhật bước vào công cuộc duy tân dưới thời Nhật Hoàng Minh Trị, trở thành một quốc gia hùng mạnh ở phương Đông, số phận của chó sói Nhật Bản thay đổi theo một cách bất ngờ, theo chiều hướng tiêu cực hơn. Khi người ta đã có súng trong tay thì hiển nhiên không dã thú nào còn đáng sợ, thì họ đâu cần sự bảo vệ của chó sói làm gì. Thậm chí là chính những con chó sói được thờ phụng ngày nào thì nay cũng trở thành đối tượng cho những chuyến đi săn của con người. Việc con người chặt phá rừng để mở rộng địa bàn cư trú và diện tích canh tác cũng khiến sói Nhật Bản mất đi môi trường sống, càng khiến cho mối quan hệ giữa chúng với con người trở nên căng thẳng hơn. Nhiệm vụ chó sói tấn công người bắt đầu nổ ra như một hệ quả tất yếu. Để đáp lại thì chính quyền Minh Trị cho phép và khuyến khích người dân tiêu diệt chó sói để bảo vệ nhân mạng và mùa màng, dẫn đến tình trạng săn bắn tràn lan, đẩy các quần thể chó sói Nhật Bản vào cảnh tuyệt vọng, bên cạnh những nguyên nhân khác như bệnh dại. Còn chó sói Nhật Bản cuối cùng được ghi nhận đã bị bắt và giết chết vào năm 1905 tại ngôi làng Higashiyoshina ở tỉnh Nara trên đảo Honshu. Hai cấu thầy tu Caribe. Hải cẩu thầy tu Caribe là một loài động vật có vú trong họ hải cẩu, bộ thú ăn thịt. Hải cẩu thầy tu Caribe được xem là một trong những loài động vật biểu tượng của vùng biển này. Chúng có bộ lông màu nâu đỏ và một vòng trắng ở cổ, tạo nên một vẻ ngoài đặc biệt và dễ nhận biết. Chúng thường được tìm thấy trên các bãi đá hoặc bãi cát, với số lượng tụ tập có thể từ vài chục con cho đến 100 con thuộc đủ mọi lứa tuổi. Thức ăn của chúng chủ yếu là cá và các loài giáp xác. Hải cẩu Caribe từng là con mồi của những loài cá mập sống trong vùng, chẳng hạn như cá mập trắng và cá mập hổ, đồng thời cũng có thể bị săn bởi cá voi sát thủ. Tuy nhiên, đây là những mối quan hệ tương đối lành mạnh giữa kẻ săn mồi và con mồi, và có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì giữa chúng cho đến khi con người xuất hiện. Vào thế kỷ 15 thì ngay ở một trong những lần nhìn thấy hải cẩu thầy tu Caribe đầu tiên, một nhóm thủy thủ đã tiến 8 con hải cẩu đăng xuất khi chúng đang nghỉ ngơi trên bãi biển. Kể từ đó là những trang sử đẫm máu, khi con người nhận ra họ có thể lấy mỡ của những con vật ngây thơ, không sợ người này để bôi trơn máy móc trong các đồn điền và thắp đèn. Cuối thế kỷ 17, người ta từng ghi nhận có đến hàng trăm con hải cẩu bị giết một đêm cho mục đích này. Sự tàn sát không ghê tay của con người đã khiến số lượng hải cẩu suy giảm mạnh, và đến năm 1850 đã không còn đủ hải cẩu để người ta có thể săn bắt cho mục đích thương mại được nữa. Như vậy vẫn chưa đủ thê thảm, không đủ cho mục đích thương mại nhưng vẫn đủ cho mục đích khoa học. Các chuyến thám hiểm khoa học tiếp tục làm suy kiệt số lượng hải cẩu ít ỏi còn sót lại khi các đoàn thám hiểm thường xuyên giết chúng để làm mẫu vật nhồi bông cho các bảo tàng. Không chỉ vậy, chúng còn bị triệt đường sống khi hoạt động đánh bắt cá tham lam của con người khiến việc tìm kiếm thức ăn trở nên khó khăn hơn nhiều. Những lần nhìn thấy hải cẩu Caribe ngày càng thưa dần và lần cuối cùng người ta báo cáo về việc nhìn thấy chúng là vào năm 1952. Từng có một vài cá thể được bắt về nuôi trong sở thú nhưng không thể sống sót. Vẹt đuôi dài Carolina. Vẹt đuôi dài Carolina là một loài chim tuyệt chủng trong họ vẹt. Đây là loài vẹt duy nhất ở bản địa miền Đông Hoa Kỳ. Nó từng được tìm thấy từ miền Nam tiểu bang New York và Wisconsin tới vịnh Mexico và nó sống trên các khu rừng già ven sông. Vẹt đuôi dài Carolina có bộ lông màu xanh lá cây và đầu màu vàng nhạt, tạo nên một vẻ ngoài đặc trưng. Chúng có thể sống trong những đàn lớn đến khoảng 300 con trong một đàn, tạo ra âm thanh khá ồn ào. Chúng xây tổ trong những hốc cây, đẻ từ 2 đến 5 trứng mỗi lần. Nhiều con cái có thể đẻ trứng chung vào một tổ. Thức ăn của chúng là hạt cây rừng, trái cây, hoa và đôi khi là côn trùng. Tuy không đông đúc như chim bồ câu viễn khách nhưng vẹt đuôi dài Carolina vẫn là một loài chim đông đúc ở Bắc Mỹ khi đó qua các mô tả của các nhà thám hiểm và người định cư châu Âu trong các thế kỷ 16, 17 và 18. Tuy nhiên vào nửa sau thế kỷ 19 thì người ta bất ngờ nhận thấy sự thưa thớt dần dần cho đến vắng bóng hẳn của loài chim này. Các nghiên cứu khoa học sau đó cho thấy sự suy giảm số lượng vẹt đuôi dài Carolina có mối liên hệ khá rõ với sự mở rộng của các khu định cư và hoạt động phá rừng của con người. Đến đầu thế kỷ 20 thì người ta gần như không còn nhìn thấy loài chim này trong hoang dã nữa và cá thể hoang dã cuối cùng đã bị con người bắn hạ vào năm 1904. Đến năm 1918 thì cá thể nuôi nhốt cuối cùng cũng qua đời trong chính chiếc chuồng mà trước đó, cá thể bồ câu viễn khách cuối cùng Martha đã từng sống và chết. Bò rừng châu Âu. Bò rừng châu Âu là một loài động vật có vú trong họ Bovidae, phân bố rộng rãi trên châu Âu và châu Á.
Chúng có lông mềm, dài, thẳng, lông ở trên trán thường xoắn lại. Màu sắc lông có thể đen, nâu hoặc trắng, hoặc là xám có sọc vàng, trắng dọc theo sống lưng. Sừng bò dài như cánh cung, màu đen và có thể dài đến 80cm. Chúng từng là những động vật ăn cỏ lớn nhất của thế toàn tân. Bò rừng châu Âu và những phần loài của nó từng có phạm vi phân bố rất rộng, trải dài từ lục địa Á Âu cho đến Ấn Độ và sang châu Phi. Chúng yêu thích những đồng cỏ mở và thảo nguyên nằm cạnh các con sông hay khu rừng. Trong những môi trường như vậy thì những động vật săn mồi có thể đe dọa bò rừng châu Âu là sư tử, hổ hoặc linh cẩu. Con nai của chúng cũng có thể là đối tượng săn mồi của sói xám và gấu nâu. Nhưng với bầy đàn có số lượng khổng lồ và khả năng sinh sản mạnh mẽ, bò rừng châu Âu gần như không thể bị đe dọa tuyệt chủng bởi những loài săn mồi này. Mối quan hệ giữa con người và bò rừng cũng tương đối hòa bình khi con người mới bắt đầu trỗi dậy. Nhiều hình vẽ trong các hang động với chủ đề là bò rừng cho thấy sự hiện diện của bò rừng trong đời sống của người tiền sử. Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, chúng cũng tượng trưng cho sức mạnh và năng lực tình dục. Thế nhưng khi con người mạnh mẽ hơn, tình hình cũng trở nên xấu đi với bò rừng châu Âu. Rừng bị chặt phá, bò rừng mất nơi cư trú và bị săn bắn quá mức, dẫn đến số lượng suy giảm mạnh. Đến thế kỷ 13 thì số lượng bò rừng còn ít đến nỗi việc săn chúng chỉ còn là đặc quyền của giới quý tộc. Đàn bò rừng sống sót cuối cùng được ghi nhận vào thế kỷ 17 ở Ba Lan, nhưng thành viên cuối cùng của đàn này cũng chết vào năm 1627. Dù vậy thì bộ gen của chúng không hoàn toàn mất đi, mà do quá trình thần hóa và lai giống các giống bò khác, ngày nay một phần gen của bò rừng vẫn hiện diện trong bộ gen của các loài bò ngày nay. Linh rừng lam. Linh rừng lam đúng là một cái tên thật đẹp. Loài này có họ hàng gần với linh rừng lang và linh rừng đen ở Đông Phi, nhưng mảnh rẻ và nhỏ hơn cả hai loại họ hàng. Chúng sống ở ven biển phía tây nam đồng cỏ savanna Nam Phi, nhưng đã lan rộng hơn trong thời kỳ băng hòa cuối cùng. Đây có thể là một loài ăn cỏ chọn lọc, ưa thích cỏ chất lượng cao. Cái tên linh rừng lam có thể bắt nguồn từ một quan sát không chính xác của những người đầu tiên mô tả nó, có thể do họ đã bị đánh lừa bởi bộ lông sẫm màu với những sợi lông mảnh đen nhánh, xen lẫn lông vàng, khi kết hợp với ánh sáng có thể tạo ra cảm giác về màu xanh dương hay màu lam. Linh rừng lam đã tiếp xúc với con người từ lâu, bằng chứng là những bức vẽ trên đá của người bản địa thời tiền sử. Họ tin rằng loài vật này có sức mạnh siêu nhiên. Theo các nhà khoa học thì trước khi người châu Âu đặt chân lên địa bàn của linh rừng lam vào thế kỷ 17 và 18, loài này đã bắt đầu suy giảm do các nguyên nhân tự nhiên, bởi so với phạm vi của các hóa thạch thì địa bàn của chúng đã bị thu hẹp. Tuy nhiên, người châu Âu với các công cụ săn bắn hiệu quả đã trực tiếp đẩy linh rừng lam đến vực thẳm tuyệt chủng. Nhà sinh học người Đức Heinrich Lichtenstein khẳng định rằng con linh rừng lam cuối cùng đã bị bắn hạ vào năm 1799 hoặc 1800, biến loài vật này trở thành động vật hữu nhú lớn đầu tiên của châu Phi bị tuyệt chủng. Cá sấu hàn rũ. Cá sấu hàn rũ có danh pháp khoa học Hanyusuka sinensis, là một loài cá sấu móm dài thuộc ở Gavialidae có chiều dài lên đến hơn 6 mét, sống ở miền Nam Trung Quốc ngày nay. Sự hiện diện của chúng được ghi nhận từ khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên cho đến thế kỷ 15 vào đời nhà Minh. Tên chi của loài này được đặt theo tên của Hàn Dũ, một nhà thơ và cũng là một vị quan thời nhà Đường. Sách sử ghi chép rằng ở địa phương Hàn Dũ cai quản có cá sấu đến quấy nhiễu, ông bèn sai làm thịt dê, thịt lợn để tế và đọc bài văn tế cá sấu. Mấy hôm sau thì cá sấu cũng đi mất và không còn quấy nhiễu dân chúng nữa. Loài cá sấu trong câu chuyện này rất có thể chính là Hanyusuchus. Ngoài ra thì Hanyusuchus và mối quan hệ căng thẳng giữa chúng với con người cũng được nhắc đến nhiều lần trong các tài liệu cổ. Trong đó, cá sấu tấn công người và gia súc, nhưng cũng bị con người sát hại nhiều lần. Cá sấu Hanyusuchus cũng có thể được con người sử dụng như một công cụ xử tử tội phạm khi kẻ từ tù bị quăng vào đầm lầy cá sấu. Không chỉ trên tài liệu, bằng chứng về cuộc xung đột cũng hiện diện trên các mẫu vật được tìm thấy. Một mẫu vật Hanyusuchus có đến 17 vết chặt, hầu hết nhắm vào phần hộp sọ, có thể do một cuộc tấn công bởi nhiều người gây ra bằng rìu đồng. Nhìn chung thì các triều đại phong kiến Trung Quốc khuyến khích việc giết cá sấu với mục đích trừ hại cho dân. Đồng thời, việc mở rộng địa bàn cư trú và canh tác của con người khiến cho môi trường sống của cá sấu Hanyusuchus bị thu hẹp nhanh chóng cho đến khi chúng tuyệt chủng hoàn toàn. Cú mặt cười. Cú mặt cười là một loài cú đặc hữu của New Zealand, được mô tả khoa học từ giữa thế kỷ 19. Cú mặt cười sống ở những khu vực nhiều đá và có lượng mưa thấp. Thực đơn của chúng khá đa dạng, từ côn trùng, thằn lằn, chuột và có thể một số loài chim nhỏ khác. Chúng làm tổ bằng cỏ khô, trong những khe đá hoặc hốc đá, sinh sản vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. Chúng có khuôn mặt khá dễ thương, vì thế mới có cái tên là cú mặt cười. Thế nhưng, số phận của chúng thì lại không được vui vẻ như vậy. Từng có số lượng không ít trước khi người châu Âu đến New Zealand, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 70 năm sau khi được mô tả khoa học, loài cú này đã biến mất hoàn toàn. Mẫu vật cuối cùng được ghi nhận chết vào năm 1914 tại trạm Blue Cliffs ở Canterbury, New Zealand, dù sau này có một số báo cáo không được xác thực về việc đã nhìn thấy các cá thể hiếm hoi sót lại trong tự nhiên.
Cũng giống như một số loài chim trên đảo đã tuyệt chủng khác, sự tuyệt chủng của cú mặt cười có liên quan chặt chẽ đến sự xuất hiện của một số loài săn mồi được con người mang theo khi định cư, gồm mèo và tròn. Bên cạnh đó là việc săn bắt để bán lại cho những nhà sưu tầm hay bảo tàng làm mẫu vật. Dù có thể con người không trực tiếp khiến cú mặt cười tuyệt chủng, nhưng sự cạnh tranh đến từ các loài vật do con người mang đến New Zealand đã góp phần quan trọng khiến cho loài chim này bị xóa sổ. Chim Kawaii-o. Mình biết đến câu chuyện về loài chim đặc biệt này từ comment của bạn The Frog Hunter VN trong video trước. Chúng có danh pháp khoa học là Moho Brachytes, là thành viên cuối cùng còn sót lại của họ chim Mohoidi đặc hữu của Hawaii. Toàn bộ họ chim này hiện nay đều đã tuyệt chủng và do đó, sự biến mất của Kawaii-o đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một họ chim biến mất hoàn toàn chỉ trong vòng 500 năm, dù cho họ chim này đã có lịch sử từ 15 đến 20 triệu năm trước. Kawaii-o là loài đặc hữu của đảo Kauai và từng rất phổ biến trong các khu rừng cận nhiệt đới của đảo này cho đến đầu thế kỷ 20, khi sự suy giảm của chúng bắt đầu. Chim Kawaii-o có kích thước nhỏ, chỉ dài khoảng 20cm, với đầu, cánh và đuôi đều có màu đen. Phần còn lại của lưng chim có màu nâu xám, trở nên màu hung đỏ ở hông và hai bên thân. Cổ và ngực chim có màu đen với các sọc trắng, đặc biệt là ở các cá thể cái. Lông đuôi giữa thì dài và có một chùm lông màu xám nhạt ở dưới cánh. Mặc dù mỏ và chân chim đều có màu đen, lông chân lại có màu vàng óng. Giống như các loài chim hút mật khác, chúng có mỏ sắc nhọn và hơi cong để hút mật hoa. Loài chim này cùng với các họ hàng của nó tuyệt chủng dần dần bởi một số nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như do bệnh truyền nhiễm từ muỗi, nhưng con người vẫn góp một phần quan trọng. Con người đã du nhập các loài săn mồi như mèo, đồng thời phá hủy các khu rừng cư trú của Kawaii-o và họ hàng. Từ một loài chim phổ biến trên đảo thì đến đầu thập niên 1960, chỉ còn có khoảng 34 cá thể còn sống được ghi nhận. Cú sốc cuối cùng xảy ra khi hai cơn bão liên tiếp trong vòng 10 năm ập vào Hawaii phá hủy những nơi cư trú cuối cùng của loài chim này, và cuối cùng thì chỉ có một con chim trống sống sót cho đến những năm đầu thập niên 1980. Người ta đã nghe thấy tiếng nó gọi chim mái cho đến lần cuối cùng là vào năm 1987, nhưng có lẽ đã không còn con cái nào để đáp lại tiếng gọi của nó nữa. That's the last male of a species singing for a female. Châu chấu núi Rocky. Có thể việc đưa vào một loài châu chấu trong danh sách này sẽ gây một chút tranh cãi, bởi đối với nhiều người thì châu chấu là thiên tai địch hại đối với mùa màng của con người. Nhưng cần nhớ rằng châu chấu núi Rocky đã có trước khi người da trắng đến định cư tại Bắc Mỹ và chúng là thành phần của một hệ sinh thái hết sức đa dạng. Từng được nhìn thấy với những đàn có số lượng ước tính lên đến hàng nghìn tỷ con, bao phủ một khu vực còn rộng hơn nước Việt Nam hiện tại là 510.000 km2. Châu chấu núi Rocky cho đến nay vẫn được sách kỷ lục Guinness công nhận là loài động vật có mật độ tập trung cao nhất từng thấy trong lịch sử. Tuy nhiên sau lần tụ tập hoành tráng đó vào năm 1875, châu chấu núi Rocky đã biến mất không còn lại một con nào trong vòng chưa đầy 30 năm. Điều đó khó tin đến nỗi, rất ít người thu thập các mẫu vật châu chấu núi khi chúng còn chưa tuyệt chủng. Tất nhiên những người định cư da trắng thì không thích châu chấu. Khi con người khai hoang để trồng trọt thì đương nhiên là mùa màng của họ sẽ trở thành thức ăn của các loài côn trùng có số lượng đông khủng khiếp như vậy. Thậm chí là chúng còn xơi cả gỗ, da và quần áo của họ nữa. Mối quan hệ không lấy gì làm tốt đẹp này đã dẫn đến những nỗ lực mạnh mẽ nhằm tiêu diệt châu chấu bằng lửa, thuốc súng, dầu sôi, chất độc hay thậm chí bằng cả dạ dày. Nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Chính quyền các bang chịu nạn châu chấu đã bắt đầu chính sách dùng tiền để khuyến khích người dân diệt châu chấu, thậm chí là đưa vào chương trình lao động công ích. Nông dân thì chuyển sang trồng những loại ngũ cốc trưởng thành vào thời điểm châu chấu chưa kịp di cư để tránh bị chúng phá hoại. Những biện pháp này có vẻ đã phát huy hiệu quả, cộng thêm việc cày cấy và làm thủy lợi của con người đã phá nát những địa điểm để trứng của châu chấu núi Rocky, khiến số lượng của chúng suy giảm đột ngột cho đến khi con người không còn thấy chúng xuất hiện trở lại nữa. Dù vậy thì sự đông đúc một thời của chúng vẫn khiến con người hoài nghi về sự tuyệt chủng của châu chấu núi Rocky, và phải đến năm 2014 thì chúng ta mới chính thức thừa nhận chúng đã tuyệt chủng hoàn toàn. Con người có thể không tiếc nuối lắm với sự biến mất này, nhưng các loài khác thì có. Châu chấu núi Rocky có thể là nguồn thức ăn của nhiều loài động vật khác và sự biến mất của chúng cũng khiến những loài này lâm nguy, chẳng hạn như là chim rẽ Eskimo. Tê giác đen Tây Phi. Tê giác đen Tây Phi là một phân loài tê giác hiếm của loài tê giác đen sinh sống ở châu Phi. Vào năm 2011 thì Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tuyên bố rằng loài tê giác đen Tây Phi đã tuyệt chủng và đây là một trong những trường hợp tuyệt chủng gần đây nhất của động vật do con người. Điều đó cho thấy là ngay cả trong thời đại mà con người đã có ý thức về sinh thái và môi trường hơn, không phải các loài động vật hoang dã đã an toàn. Tê giác đen Tây Phi từng sinh sống khắp ở các vùng savanna Tây Trung Phi nhưng đã bị tuyệt diệt do nạn săn trộm. Tê giác đen Tây Phi có thể dài gần 4 mét, cao gần 2 mét và nặng đến 1,3 tấn.
Nó có hai sừng, sừng đầu tiên dài từ 0,5 đến 1,3 mét và sừng thứ hai dài từ 2 đến 55 cm. Ở trên đồng cỏ thì ngay cả những động vật săn mồi đáng sợ nhất như sư tử chắc cũng không dám bật co với tê giác đen Tây Phi, nhưng không may cho chúng là con người có súng. Từ đầu thế kỷ 20 thì chúng đã bị săn bắn tràn lan nhưng có hy vọng phục hồi nhờ các chương trình bảo vệ vào thập niên 1930. Nhưng khi các chương trình này nới lỏng vào khoảng những năm 1980, nạn săn trộm lại hoành hành trở lại và đẩy tê giác đen Tây Phi đến bờ vực một lần nữa với số lượng chỉ còn khoảng 10 con vào năm 2000. Đến năm 2006 thì những nỗ lực tìm kiếm không thể tìm thấy bất kỳ con tê giác đen Tây Phi còn sống nào và chúng bị tuyên bố tuyệt chủng vào năm 2011. Tê giác đen Tây Phi luôn là một trong những loài tê giác đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Chúng bị săn bắt để lấy sừng, bởi sừng của tê giác đen châu Phi được đánh giá cao trên thị trường chợ đen và được sử dụng trong y học cổ truyền của một số nước châu Á. Tê giác lông mượt. Trong nhiều trường hợp động vật tuyệt chủng thì con người có thể không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra sự suy tàn và biến mất của chúng. Tuy nhiên, chúng ta có thể là nhân tố quan trọng góp phần quét sạch những quần thể cuối cùng của các giống loài này. Voi ma mút lông xoăn ở phần 1 của series tuyệt chủng vì con người là một ví dụ, và một loài động vật từng sống cùng thời với voi ma mút lông xoăn cũng là một ví dụ khác, đó chính là tê giác lông mượt. Có danh pháp khoa học là Coelodonta antiquitatus, tê giác lông mượt tồn tại từ giữa thế canh tân cho đến cuối thế canh tân, là một thành viên rất nổi bật của quần thể động vật lớn trong giai đoạn kỷ băng hà cuối cùng từng diễn ra trên trái đất. Cơ thể của chúng được bao phủ bởi một lớp lông dài và dày như voi ma mút, giúp chúng chống chọi với khí hậu lạnh giá của thời kỳ này. Chúng từng có phạm vi phân bố trải rộng từ Á sang Âu, nhưng cuối cùng bị thu hẹp dần trong phạm vi khu vực Siberia của Nga vào khoảng 17.000 năm trước, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn trong khoảng vài nghìn năm sau đó. Điều gì đã xảy ra với chúng? Với kích thước khá to lớn, dài từ 3,2 cho đến 3,6 mét, cân nặng khoảng 1,5 cho đến 2 tấn, đồng thời cả con đực lẫn con cái đều sở hữu hai chiếc sừng, trong đó một chiếc có độ dài khủng bố lên tới hơn 1 mét, thì gần như không có loài săn mồi nào trong tự nhiên có thể đe dọa được những con tê giác lông mượt trưởng thành. Biến đổi khí hậu là một nguyên nhân quan trọng khiến tê giác lông mượt đối mặt với vô vàn thử thách khi kiểu môi trường yêu thích của chúng bị thay đổi, quần thể bị phân mảnh nghiêm trọng nên sinh sản và duy trì nòi giống càng trở nên khó khăn hơn. Về con người, những thợ săn thiện nghệ với trí thông minh đỉnh cao, năng lực làm việc nhóm và kỹ nghệ chế tạo ra những công cụ săn bắn cực kỳ hiệu quả, dường như đã đặt dấu chấm cuối cùng lên bản án tử của tê giác lông mượt. Nhiều bằng chứng khảo cổ cho thấy, con người đã săn tê giác lông mượt để lấy thịt làm thức ăn, xương và sừng để làm công cụ hay tác phẩm nghệ thuật. Trước sự săn đuổi của con người, tê giác lông mượt không thể tìm kiếm những nơi cư trú thích hợp mới, quần thể càng bị phân mảnh mạnh mẽ và cuối cùng tuyệt diệt. Cá tầm thìa Trung Quốc. Người phương Tây không phải là những thủ phạm duy nhất dẫn đến sự tuyệt chủng của các giống loài. Lịch sử đã chứng minh rằng, khi có những công cụ mạnh mẽ cùng quyết tâm khai thác tự nhiên để phục vụ cho công nghiệp như người phương Tây, thì người phương Đông cũng trở thành một mối đe dọa lớn không kém dành cho các giống loài hoang dã. Ở hai phần trước thì chúng ta đã có các ví dụ như sói Nhật Bản hay cá sấu Hàn Dũ. Ngày hôm nay chúng ta hãy nói về một trường hợp tuyệt chủng ở phương Đông khác, đó là cá tầm thìa Trung Quốc. Loài cá này sống chủ yếu ở phần trung và hạ lưu của sông Dương Tử, tức là Trường Giang, đôi khi cũng xuất hiện trong các hồ lớn. Chúng thường xuất hiện trong các tác phẩm văn chương cổ điển hoặc tranh vẽ của người Trung Quốc, nổi bật nhờ ngoại hình độc đáo với phần mõm nhọn kéo dài, có thể chiếm tới 1/4, thậm chí là 1/3 chiều dài cơ thể. Cá tầm thìa từng được ghi nhận có thể đạt kích thước cực kỳ lớn, khi trưởng thành thường dài từ 2-3 mét, với một số cá thể được đánh bắt có chiều dài lên tới 7 mét. Một số người tin rằng những số liệu này có thể bị phóng đại quá mức, nhưng việc nghiên cứu kích thước tối đa trên thực tế của cá tầm thìa Trung Quốc rất khó khăn, với số lượng cá thể quá ít đòi do sự đánh bắt quá mức của con người. Vào thập niên 1970, theo số liệu của chính quyền, ngư dân tại Trung Quốc đã đánh bắt đến 25 tấn cá tầm thìa mỗi năm. Môi trường sống của cá tầm thìa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các công trình thủy lợi lớn của Trung Quốc, chẳng hạn như đập Tam Hiệp hay đập cá Châu Bá. Khi người Trung Quốc bắt đầu chú ý đến sự vắng bóng dần dần của cá tầm thìa thì đã muộn. Lệnh cấm đánh bắt được công bố vào năm 1983, nhưng không có tác dụng gì trong việc khôi phục quần thể cá tầm thìa Trung Quốc. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy một con cá còn sống là vào năm 2003, khi một con cá dài 3,5 mét được đánh bắt ở Tứ Xuyên. Cơ quan chức năng đã gắn thiết bị theo dõi vào con cá rồi thả nó về tự nhiên, nhưng thiết bị này ngừng hoạt động sau 12 giờ, cho thấy con cá có thể đã chết không lâu sau khi được thả. Vào tháng 7 năm 2022, loài cá tuyệt vời này bị tuyên bố chính thức là đã tuyệt chủng. Chim Huy à. Vào tháng 5 năm nay, thì tại một cuộc bán đấu giá do nhà đấu giá Waves tổ chức,
Một chiếc lông chim đã được bán với giá hơn 28.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 700 triệu đồng Việt Nam. Chiếc lông chim chỉ nặng có 9 gram, điều đó có nghĩa là nó còn đắt hơn cả vàng và kim cương. Mức giá này cũng đã solo kỷ lục trước đó để trở thành chiếc lông chim đắt giá nhất từng được bán ra. Đó là lông của loài chim nào mà quý như vậy? Đó chính là lông chim hui à, một loài chim bản địa của đảo quốc New Zealand, được xác định đã tuyệt chủng vào đầu thế kỷ 20. Loài chim này được người Maori bản xứ của New Zealand coi trọng và xem là loài vật thiêng liêng. Chim hui-a thường xuyên xuất hiện trong những bài hát và các câu tục ngữ của người Maori. Lông của chúng được người Maori xem như một phụ kiện quan trọng, chứng tỏ địa vị và sự giàu có của người đeo chúng. Vì thế, chỉ có những tù trưởng và những người Maori uy tín mới được phép đeo lông vũ của chim hui-a bên người. Vốn dĩ trước khi người phương Tây đặt chân đến New Zealand, loài chim này đã rất hiếm. Sau khi người phương Tây đến từ thế kỷ 17, lông vũ cũng như các cá thể chim hui-a sống càng được ưa chuộng vì vẻ đẹp của chúng, dẫn đến tình trạng săn bắt quá mức để thu thập lông chim. Một nguyên nhân khác dẫn đến sự tuyệt chủng của chim hui-a là sự xuất hiện của các loài động vật săn mồi ngoại lai, trong đó có các loài săn mồi di cư theo người châu Âu đến New Zealand. Bên cạnh đó thì việc người dân châu Âu di cư đến New Zealand đã chặt phá rừng để khai thác gỗ, mở rộng đất canh tác cũng khiến loài chim hui-a mất đi môi trường sống. Chúng được xác nhận là đã tuyệt chủng hoàn toàn vào năm 1907. Rái cá Nhật Bản. Nước Nhật ngày nay nổi tiếng là một đất nước có ý thức bảo vệ thiên nhiên rất cao. Tuy nhiên, để có được ý thức như ngày nay thì người Nhật cũng đã trải qua một giai đoạn ưu tiên kinh tế hơn bảo vệ thiên nhiên và qua đó làm tuyệt chủng không ít những giống loài, chẳng hạn như châu sói Nhật Bản và gần đây nhất chính là rái cá Nhật Bản, loài rái cá bị tuyên bố đã tuyệt chủng vào năm 2012. Đây là loài rái cá đặc hữu của Nhật Bản với danh pháp khoa học là Lutra nippon. Rái cá Nhật Bản là loài sống về đêm, chỉ rời hang khi màn đêm đã buông xuống để kiếm mồi. Chế độ ăn của chúng cũng rất phong phú. Chúng có thể ăn cá, cua, tôm, lươn, bỏ cánh cứng, dưa hấu và cả khoai lang. Cơn ác mộng của những con rái cá này bắt đầu khi nước Nhật bước vào công cuộc duy tân dưới thời Nhật Hoàng Minh Trị và giao thương với phương Tây nhiều hơn. Những tấm da rái cá trở thành một mặt hàng được ưa chuộng và những cuộc săn bắt rái cá lan rộng khắp cả nước khi số lượng rái cá Nhật Bản suy giảm nghiêm trọng. Chính phủ dường như đã ban ra một lệnh hạn chế săn bắt rái cá kịp thời, giúp số lượng rái cá phục hồi trở lại trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường sống khiến nguồn thức ăn của rái cá bị ảnh hưởng mạnh và quần thể rái cá Nhật Bản còn lại chết dần chết mòn, tồn tại lây lắt cho đến cuối thế kỷ 20. Người Nhật đã cố gắng tìm kiếm những cá thể rái cá Nhật Bản còn sót lại cuối cùng vào thập niên 1990 cũng như những năm đầu thế kỷ 21 nhưng không có kết quả. Vào năm 2017 thì một camera ở đảo Tsushima đã vô tình quay được hình ảnh của một con rái cá. Tuy nhiên sau khi điều tra thì các nhà khoa học cho biết đây chỉ là một con rái cá thường, chỉ mới bắt đầu sinh sống ở Nhật Bản, là những cái thể rái cá đầu tiên được nhìn thấy ở Nhật Bản sau 38 năm. Rốt cuộc thì họ phải tuyên bố loài rái cá Nhật Bản đã chính thức tuyệt chủng. Hugh Stromberg. Sự phát triển của các thành tựu khoa học y tế đã giúp con người ngày một đông đúc, và đông đúc hơn có nghĩa là có nhiều miệng ăn cần phải nuôi hơn. Sự gia tăng nhân khẩu khiến con người cũng phải gia tăng diện tích canh tác lương thực, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cái ăn của các loài hoang dã bị ảnh hưởng. Vào cuối thế kỷ 19, tại Thái Lan, chính sách mở cửa của triều đình Xiêm đã tạo điều kiện cho người Thái xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của mình, trong đó có gạo. Diện tích trồng lúa được mở rộng nhanh chóng, nhất là những đồng cỏ và đầm lầy màu mỡ. Con người có thể hạnh phúc nhìn những cánh đồng lúa chín vàng, nhưng những giống loài hoang dã như Hugh Stromberg lại khóc một dòng sông. Hugh Stromberg là một loài hưu đặc hữu của Thái Lan, được đặt theo tên vị lãnh sự Anh tại Thái Lan khi đó là Robert Stromberg. Không chỉ bị mất những đồng cỏ nơi chúng thường ung dung gặm cỏ trước đây, loài hưu này còn phải đối mặt với nạn săn bắn quá mức của con người. Việc sở hữu Stromberg rất dễ dàng khi vào mùa lũ, địa bàn cư trú của chúng thường bị ngập nước và lũ hưu phải tụ tập ở những chỗ cao để tránh lũ. Điều này khiến chúng trở thành những mục tiêu ngon ăn của các thợ săn. Không có bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào được đưa ra và quần thể hưu Stromberg hoang dã dường như đã bị quét sạch vào đầu thập niên 1930. Một con hưu may mắn sống sót trước cuộc tàn sát dã man của con người, nhưng bị nuôi nhốt trong một đền thờ ở Samutsakhon, để rồi cuối cùng cũng bị đánh chết bởi một gã say rượu vào năm 1938. Ngày nay thì chỉ còn duy nhất một mẫu vật nhồi bông của Hugh Stromberg được biết đến, nhưng không phải ở Thái Lan mà là ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp, từ một cá thể sống trong sở thú đã qua đời từ năm 1868. Đà điểu Ả Rập. Đà điểu thì không còn gì xa lạ với chúng ta nữa rồi. Chúng là những con chim không biết bay, có kích thước to lớn và chạy thì cũng rất nhanh. Với khả năng chạy của chúng thì những vũ khí thô sơ của con người như giáo mép và cung tên dù có gây một số thiệt hại cho quần thể nhưng không đủ để khiến chúng phải tuyệt chủng. Vì thế mà trên bán đảo Ả Rập từng tồn tại một phân loài đà điểu có danh pháp học là Struthio camelosyriacus, hay có thể gọi đơn giản hơn là đà điểu Ả Rập,
hoặc đại điệu Trung Đông. Trong văn hóa của các quốc gia nằm trên bán đảo Ả Rập và một số quốc gia lân cận, đại điệu từng là một hình tượng khá quan trọng. Chúng từng được xem như một loài chim dùng để hiến tế trong văn minh Lưỡng Hà, xuất hiện trên các tác phẩm nghệ thuật hay đồ thủ công mỹ nghệ. Đôi khi chúng còn được dùng làm tặng phẩm của các vương triều Tây Á khi họ sai sứ đi sang Trung Quốc. Khi Hồi giáo trỗi dậy thì đại điệu Ả Rập trở thành đại diện của sự giàu có và quý phái. Săn đại điệu là thú vui phổ biến của các quý tộc và những người giàu có. Họ cũng trang bị những phụ kiện và phục sức làm từ trứng, lông và da đại điệu. Những con đại điệu Ả Rập có lẽ sẽ còn tận hưởng địa vị cao quý của chúng trong một thời gian dài nữa, dù có bị săn những khó mà tuyệt chủng nếu không có sự du nhập của hỏa khí cầm tay như súng trường, cũng như các phương tiện di chuyển nhanh chóng và cơ động của thời đại công nghiệp. Điều đó khiến cho việc săn đại điệu từ thú vui của giới quý tộc trở thành cuộc tàn sát trên quy mô công nghiệp. Dù vùng đất đông đúc vào cuối thế kỷ 19, sự hiện diện của đại điệu Ả Rập ngày càng trở nên hiếm hoi khi bước sang đầu thế kỷ 20, buộc chúng phải tìm chỗ trú ẩn ở những khu vực xa xôi và hẻo lánh. Nhưng cũng chẳng bao lâu, các đường ống dẫn dầu bắt đầu vươn vòi đến các khu vực này, và những sinh vật không có khả năng chống cự như đại điệu Ả Rập trở thành thức ăn cải thiện cho những người công nhân xây đường ống. Lần cuối cùng người ta tìm thấy một con đại điệu Ả Rập là một cá thể đã chết tại phía bắc thành cổ Petra vào năm 1966. Một số mảnh trứng vỡ vẫn còn được tìm thấy rải rác ở vài nơi, và năm 1966 cũng là năm người ta chính thức tuyên bố đại điệu Ả Rập đã tuyệt chủng. Rùa can khổng lồ đảo Réunion. Chúng ta, con người thật sự là một giống loài rất đáng sợ và nên sợ với bất kỳ giống loài nào trên trái đất này. Trong lịch sử đã từng có những trường hợp động vật hoang dã chưa từng nhìn thấy người, và về bản chất chúng cũng tương đối hiền lành và dạn người. Thế nhưng, đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng. Rùa can khổng lồ đảo Réunion là một trường hợp như thế. Đây là loài rùa đặc hữu của đảo Réunion tại Ấn Độ Dương, có danh pháp khoa học là Cylindra spis indica. Chúng được phát hiện và mô tả vào cuối thế kỷ 18, và ở thời điểm đó thì số lượng rùa trên đảo Réunion vẫn rất đông đúc. Chúng có chiều dài từ nửa mét cho đến hơn 1 mét, và là loài rùa cạn lớn nhất trong số các loài rùa cạn thuộc quần đảo Mascarenes. Loài rùa này giữ một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng trên đảo. Theo các nhân chứng, loài rùa cạn trên đảo Réunion không biết sợ người, thậm chí còn tò mò và sẵn sàng đến gần những vị khách con người đầu tiên của hòn đảo này. Chúng không biết rằng mình sắp trở thành thức ăn và dầu đốt cho những kẻ đi bằng hai chân kia. Một số lượng lớn rùa đã bị hạ sát mỗi năm để phục vụ cho nhu cầu của những người định cư. Đã vậy thì những người này còn mang theo heo, mèo và chuột để chúng phá phách hàng loạt tổ và trứng của rùa cạn khổng lồ đảo Réunion. Quần thể rùa sống ở vùng duyên hải của đảo Réunion bị suy giảm mạnh mẽ và tuyệt diệt trước tiên. Gần như toàn bộ giống loài này đã biến mất vào đầu thế kỷ 19, với một số trường hợp ngoại lệ sống sót được nhờ sống trên những nơi cao cho đến thập niên 1840. Nhưng đó chỉ là chút hơi tàn của một giống loài trước khi chúng tuyệt chủng mãi mãi và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Rần nhai Felicola isidoroi. Sự tuyệt chủng cũng có những trường hợp khá lạ kỳ. Bạn đã bao giờ nghe đến việc một loài bị tuyệt chủng vì con người đang cố bảo toàn một loài khác chưa? Đó chính là trường hợp của Felicola isidoroi thuộc họ Trichodectidae. Chúng sống ký sinh trên lông của linh miêu Iberia. Khi số lượng loài linh miêu suy giảm mạnh thì đương nhiên, số lượng vật chủ của Felicola isidoroi cũng ít dần và bản thân chúng cũng đứng trước nguy cơ nhưng vẫn chưa tuyệt chủng hẳn. Đến khi con người cảm thấy nguy cơ tuyệt chủng của linh miêu Iberia đã quá rõ ràng, thì họ bắt đầu tiến hành các chương trình bảo tồn đặc biệt đối với loài linh miêu này bằng cách bắt tất cả số linh miêu còn sống về nuôi dưỡng trong lúc chờ khôi phục môi trường sống tự nhiên cho linh miêu, vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi con người. Trong quá trình đó, số linh miêu còn sót lại được tẩy rận và thế là những con rận nhai Felicola isidoroi cuối cùng cũng chia tay cõi đời luôn từ đó. Người ta chỉ biết về sự tuyệt chủng của rận nhai Felicola isidoroi khi tìm được xác của cá thể cuối cùng, một con đực. Không có con rận cái nào được tìm thấy. Có thể con rận đực này đã sống những ngày cuối đời cô đơn khi là cá thể cuối cùng của giống loài còn sót lại. Mẫu vật này hiện đang được lưu giữ trong bộ sưu tập của Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Tây Ban Nha ở Madrid. Có thể bạn sẽ không cảm thấy gì thương tiếc cho trường hợp của con rận này. Tuy nhiên, sự tuyệt chủng của rận nhai Felicola isidoroi cũng là một sự nhắc nhở khác về sức ảnh hưởng của con người. Chúng ta có thể đang làm tuyệt chủng nhiều giống loài hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy, vì đó là những sinh vật nhỏ bé nhất. Cóc vàng. Đúng như tên gọi của nó, cóc vàng là một loài cóc có màu sắc cơ thể tuyệt đẹp với màu vàng cam. Chúng sống ở những khu vực núi cao nằm ở phía bắc thành phố Montevideo, Costa Rica. Được mô tả và định danh vào năm 1966, nhưng chỉ 23 năm sau, người ta đã phải tuyên bố rằng loài cóc này đã tuyệt chủng.
Sự tuyệt chủng của cóc vàng được giới khoa học và bảo tồn thiên nhiên xem như biểu tượng của một cuộc khủng hoảng gọi là khủng hoảng suy giảm các loài lưỡng cư diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Cóc vàng có danh pháp học là Insilius peregrinus, là một trong 500 loài cóc thuộc họ Buffonidae, dịch nôm na có nghĩa là cóc thật. Ở loài cóc này thì con đực từng có màu vàng cam, trong khi con cái có nhiều biến thể màu hơn như đen, đỏ, vàng, xanh lá hay trắng. Màu vàng cam của con đực được cho là có tác dụng thu hút đối với con cái. Chúng là thành viên của một hệ sinh thái được gọi là hệ sinh thái rừng còi cọc, dùng để chỉ thảm thực vật sinh trưởng ở độ cao lớn, trong trường hợp này là 1.500 đến 1.620 mét so với mực nước biển. Để sinh sản thì khi mùa khô kết thúc và mùa mưa bắt đầu vào khoảng tháng 3 cho đến tháng 4 hàng năm, cóc vàng đực sẽ tụ tập với số lượng đông đúc trong các vũng nước để chờ đợi con cái. Khi tìm được đối tượng phù hợp, chúng sẽ giao phối cho đến khi con cái đẻ trứng. Mỗi lần đẻ thì con cái sẽ đẻ khoảng 200 đến 400 trứng vào các vũng nước không sâu quá 2,5 cm. Trứng nở sau vài ngày nhưng phải mất từ 4 đến 5 tuần để nòng nọc biến thái hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó, chúng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu mưa quá nhiều thì chúng có thể bị cuốn trôi, còn nếu mưa quá ít, chúng có thể bị chết khô. Dù con người không trực tiếp săn đuổi và đẩy cóc vàng đến bên bờ tuyệt chủng, các tổ chức khoa học và bảo tồn thiên nhiên cho rằng sự tác động của con người lên trái đất đã gây ra những biến đổi mạnh mẽ về khí hậu, dẫn tới sự thay đổi lượng mưa của các khu vực mà cóc vàng sinh sản. Mùa mưa thì mưa quá nhiều, trong khi mùa khô lại có quá ít độ ẩm. Số lượng cóc vàng suy giảm nhanh chóng và được tuyên bố đã tuyệt chủng vào năm 1989. Cá heo sông Trường Giang. Đây có thể là một trường hợp gây tranh cãi bởi về lý thuyết. Cá heo sông Trường Giang còn gọi là bạch ký hay bài chi, chưa được tuyên bố tuyệt chủng chính thức. Mặc dù vậy thì người ta không lạc quan lắm về số phận của loài động vật có vú sống dưới nước này. Các ước tính khả quan nhất cũng chỉ ước lượng rằng còn khoảng 10 có thể sống sót ngoài tự nhiên. Trong lịch sử thì loài cá heo này từng được xem là nữ thần sông Trường Giang. Theo một truyền thuyết dân gian, từng có một thiếu nữ xinh đẹp sống cùng cha dượng của mình bên bờ sông Trường Giang. Một ngày nọ thì hắn đưa nàng lên thuyền với ý định bán nàng đi làm nô tì. Trong lúc đi lên thuyền, vì thèm thuồng nhan sắc của nàng nên gã cha dượng kia còn định lấy đi trinh tiết của nàng. Nhưng nàng đã tự giải thoát cho bản thân bằng cách chìm mình xuống sông. Vì thương cho số phận của thiếu nữ và muốn trừng phạt gã cha dượng ác độc, trời đã cho nổi bão để đánh chìm con thuyền. Nàng thiếu nữ hóa thân thành cá heo, được người dân tôn thờ như biểu tượng của thái bình và thịnh vượng. Sự tôn thờ của con người có vẻ như đã giúp cá heo sông Trường Giang có một cuộc sống yên bình trong suốt hàng nghìn năm của Trung Quốc phong kiến. Vào thập niên 1950, người ta vẫn ghi nhận có đến hàng nghìn con cá heo sông Trường Giang còn sống. Tuy nhiên, trong vòng 5 thập niên tiếp theo, số lượng này suy giảm nhanh chóng, từ vài trăm con vào thập niên 1970, 400 con vào thập niên 1980 và đến năm 1997. Trong một cuộc khảo sát quy mô lớn, người ta chỉ còn tìm thấy 13 con cá heo sông Trường Giang còn sống. Lần cuối cùng cá heo sông Trường Giang được nhìn thấy rõ ràng là vào năm 2004. Vào năm 2007, một người đã quay được cảnh một sinh vật màu trắng nghi là cá heo sông Trường Giang đang bơi nhưng không rõ ràng. Kể cả khi đó là thật thì sự tồn tại của một vài cá thể trong tự nhiên sẽ không đủ để cứu cả giống loài. Nguyên nhân tuyệt chủng của cá heo sông Trường Giang có liên quan mật thiết đến các hoạt động của con người, chẳng hạn như đánh bắt bằng các công cụ và phương pháp mang tính hủy diệt, xây dựng các công trình thủy lợi, gia tăng sử dụng các phương tiện cơ giới đường thủy, xả thải ra sông. Tất cả khiến cho môi trường sống, nguồn thức ăn của cá heo sông Trường Giang bị thu hẹp và phá hủy. Bất chấp những nỗ lực bảo tồn và tìm kiếm của chính quyền Trung Quốc, loài cá heo biểu tượng một thời của con sông Trường Giang dường như đã biến mất, như chính cách mà nàng thiếu nữ trong truyền thuyết hòa vào dòng sông để bảo vệ sự trong sạch của mình. Vừa rồi là 10 giống loài động vật đã tuyệt chủng, hay chí ít là có thể đã tuyệt chủng vì một hoặc một vài nguyên nhân do con người gây ra. Đây cũng là 10 giống loài cuối cùng được liệt kê, và video này cũng là video cuối cùng trong series đặc biệt về những giống loài tuyệt chủng vì con người của Mê Khủng Long TV. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, đây không phải là những giống loài cuối cùng bị tuyệt chủng vì con người, bởi vẫn có hàng chục nghìn giống loài khác đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng vì những hoạt động của con người, một số không thể đảo ngược. Đáng buồn thay, có lẽ rất nhiều nỗ lực bảo tồn thiên nhiên của chúng ta sẽ thất bại bởi chính sự phát triển và bùng nổ dân số của con người đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Đại tuyệt chủng thứ 6 không phải do tiểu hành tinh hay núi lửa gây ra, mà sẽ là do con người, giống loài duy nhất trong lịch sử sự sống có khả năng quét sạch không những một mà nhiều giống loài khác. Liệu chúng ta có thể làm gì không? Dinoman cũng không biết nữa, quá khó để một cá nhân có thể nghĩ về một vấn đề mang tầm hành tinh và thời đại. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm chính là hãy góp sức bảo vệ môi trường sống bằng những hành động nhỏ nhất. Hy vọng rằng những nỗ lực quốc tế có thể giúp con người phần nào làm chậm lại xu hướng mà chính chúng ta đã gây ra trước khi mong đợi một điều gì đó tốt đẹp hơn trong tương lai.
Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.